cho tình yêu thương cao của cấp lãnh đạo và đội bóng hôm nay là trong đội bóng của câu lạc bộ người cao tuổi tổng kết năm 2023 và năm 2024. Thế thì để chúng ta xin ra mời người ban chúng tôi thêm tiếp báo cáo tổng kết năm 2023 của đội bóng chi hội các quận tàu. Thưa các đồng chí lãnh đạo, các ông bà khách mời cùng toàn thể các ông bà trong đội bóng, các cháu yêu mến đội bóng đã có mặt hôm nay được sự thống nhất chung hôm nay đội bóng Cần Thơ không là một chi hội người cao tuổi Phương Tàu tổ chức buổi tổng kết năm 2023. Mục đích để cổ vũ cho phong trào của đội và phương hướng nâng cao sức khỏe của tuổi già. Nội dung thông qua một năm hoạt động của đội, hai báo cáo kinh tế công khai, ba phương hướng hoạt động của năm 2024, bốn đề xuất một số điểm cần phải có, và năm là theo nguyện vọng của hội viên là ta có một số hình ảnh để làm lưu niệm sau này. Thế là hôm nay xin báo cáo thì đã có năm chương trình như vậy. Hầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã là người có quê hương rất gắn bó với đội, các đồng chí trong ban các ủy đảng, các ông bà trong ban giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, các ông bà trong ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn, các cá nhân đã có lòng hảo tâm ủng hộ tài trợ cho đội bóng. Tất cả đã có mặt đầy đủ, tôi xin hội nghị cho một tràng. Trong tháng 10, ban chấp hành người cao tuổi xã đã chọn các dân chúng cầu để thi đấu. Ban chấp hành người cao tuổi thôn đã nhờ và giao cho đội làm đẹp, sạch, thuận tiện. Đời đã thi đấu hai buổi chiều, cả ba buổi đêm, ngày hôm qua hai buổi chiều, à có hai buổi sáng. Tuy tuổi già rất yếu, nhưng đội đã làm được những gì sau: một, tỉa cành cây; hai, đổ bê tông tươi mới sắt được 50 m², ba, xây ba vòng quay của ba cây nhãn là ba cây xấu đấy; bốn, rồi là tân trụ 5 tấn bê tông, 1 tấn 2 m nằm gần hồ đình, với lòng quyết tâm đã đưa trường tiên vào xây bê tông thành ghế ngồi. Trong 2 ngày lao động thấy vất vả, gia đình anh Dung Hậu đã ủng hộ 35 bánh mì trị giá 350.000 đồng. Xin chào vỗ tay. Chị Nhất Dương ủng hộ 25 quả bưởi trị giá 150.000 đồng. Và chi hội người cao tuổi vừa rồi bồi dưỡng và ít nhiều có công tổng số là 1.200.000 đồng. Đã nhận chi hội người cao tuổi giáo tuấn có bưu kiện là 200.000 đồng, anh Thuấn 200.000 đồng và 2 quả bóng là 360.000 đồng. Hai quả mét đấy, có người vừa rồi ta rất nhiều đấy. Tổng số tập thể và cá nhân ta cho đến giờ phút này là ủng hộ được 3.750.000 đồng. Xin mời hội trưởng thẳng thắn. Thay mặt đội, tôi chân thành cảm ơn tiếp nhận tấm lòng cao cả, tấm lòng vàng xin chúc đến gia đình mạnh khỏe,
hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin quý vị một tràng vỗ tay. Về thi đấu, duy trì tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe và bảo vệ phong trào của địa phương. Hai, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ. Ba, quyết tâm bảo vệ thành tích đã đạt được của những năm qua. Vấn đề xuất tại là ông hiệu trưởng người ta gọi là giám đệ tập thể lãnh đạo nên quan tâm hơn nữa về tinh thần cũng như là vật chất, nhất là quân số, nên kích cả một số hội viên đã lên tuổi hoặc người cao tuổi là ông bí thư trung bộ. Ba, là ông chi hội trưởng người cao tuổi. Và bốn là xin một ý kiến của viên. Đấy là có gì có đã có nhiều viên thì có mất điểm, nhưng mà chỉ số là có bốn công việc đấy. Thế cái gì để trên đây? Tôi đề nghị thế này, là tôi xin mời thế này. Để nhân sinh đấu để cùng ảnh những điện. Thì tôi trước tiên là cùng mời anh Hậu này. Xin mời ông Bí thư, Xin mời ông bà chi hội trưởng người cao tuổi. Xin mời các anh chị có tập hợp trong đó lên thế này. Và đội tuyển chúng ta 2 năm 21 và 22 và 23 có mặt trên này để chúng ta quản luyện những việc cũng phải được tuyển đấy. Xong đó chúng ta xong rồi chúng ta sẽ làm việc kế tiếp đấy. Thế thì theo ý của công thì xin mời các quý vị tham gia thêm. Thế còn các vị là thêm các vị là tập một là các ông phải biểu hiện cái hình ảnh. Hình ảnh là mình diễn ra như thi đấu, cái hình ảnh rất đẹp mà mọi người mà các cô phải đến là các cô mà phải học tập báo cáo cũng là một. Còn về phần thi đấu của các cô cũng như cụ thuận và báo cáo mà tới đây ban chấp hành người các cô sẽ có phương pháp và sẽ có kế hoạch để thực thi, quan tâm hơn đến câu lạc bộ. Vì dù vật chất nó có phần nào nhưng mà tinh thần cũng là cao cả. Vì người cao tuổi là hai câu lạc bộ là phải sâu sắc, một là câu lạc bộ bóng truyền thông, hai là câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi là không phải đi sâu như thế. Vì báo cáo trong câu lạc bộ mà xây dựng những cái phong trào là khó, mà mình giữ được phong trào này là càng khó. Và tôi nhớ năm nay là chúng tôi là dồn các phụ trách mà đã chỉ dẫn năm nay là gần 80 rồi, ta nhiệt huyết như thế mà ít có người. Vừa rồi mình thi đấu và thiếu người của đồng bào phải tốt như thế. Tôi thấy như thế này xoài các đội bóng là phải khô, các công là một bác làm đâu chưa làm được. Cho nên báo cáo các công đoàn hôm nay là tổng kết của câu lạc bộ năm 2023. Vì thời gian quá về cái phương hướng thì tôi đang thay mặt cho ban chấp hành của cao tuổi là xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, kính chúc các vị trong ban quản câu lạc bộ và coi thể câu lạc bộ đã một sức khỏe dồi dào và thành đạt. Tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2023.
thay mặt cho chủ nhiệm câu lạc bộ cũng đã báo cáo hoạt động của năm 2023 cũng như đề ra một số các hoạt động của câu lạc bộ trong những năm thời gian tới. Đánh hết, chơi hết, mà hạ thẳng thì đánh hết.
Đáng đà thắng. Đáng đà thắng rồi. Đáng có đà. Đáng có đà 2-0 rồi. Chạm 21 thôi. Rồi, 3-0 rồi. Làm một lèo đi. Bây giờ họ đang choáng rồi. Cho họ choáng hẳn đi. Tốt, hay lắm. Tuyệt vời. Hay đá cao. Hay lắm con, hay tuyệt vời. Hay đấy. Tiêu rồi. Quả trượt.